Các bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc đồng hồ hình bông hoa màu hồng. Sau đây các bạn sẽ cùng tôi thực hiện cách làm nhé. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể làm một cái đồng hồ như vậy. Một cái đồng hồ hình bông hoa màu hồng này. Nó sẽ có những cái phần mịn màu xanh này. Và cái mặt đồng hồ thì nó sẽ có màu vàng nhạt. Thì đó là ba cái phần màu sắc mà mình sẽ cần chuẩn bị để mình sẽ làm cái chiếc đồng hồ này. Màu vàng này, màu hồng và màu xanh lá cây. Tiếp theo ở đây thì chúng ta sẽ có thêm một số các cái phần dụng cụ như là compa này, mình sẽ có thêm tước kẻ này, kéo này, súng bắn keo này, và mình sẽ có thêm một cái bút chì như các bạn. Và tiếp theo sau đó nữa thì mình sẽ có một cái bút bi mực đen. Thì cái bút bi mực đen này mình sẽ sử dụng để mình sẽ viết những cái con số lên bên trên cái đồng hồ nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện cách để làm được cái đồng hồ có cái bông hoa màu hồng. Đầu tiên là các bạn sẽ sử dụng cái phần compa để các bạn sẽ quay cho mình một cái hình tròn để làm cái phần bông hoa đã nhé. Thì mình sẽ có một cái hình tròn như này đã. Đây. Sau đó các bạn sẽ mở compa ra một khoảng tầm 4 cm cho mình. Các bạn sẽ quay tiếp một cái phần hình tròn ở đằng sau như thế này. Cái phần này mình sẽ sử dụng để mình vẽ cánh hoa đấy các bạn. Bây giờ thì mình sẽ chia cái phần này ra nhé. Chia cái phần khoảng cách ở trên cái phần, chia cái phần bông hoa này ra. Tiếp tục này, chia ở cái này. Được. Sau đó thì mình sẽ đi vẽ những cái phần cánh hoa như các bạn. Mình sẽ vẽ những cái phần cánh hoa lên bên trên cái phần tứ màu hồng này. Bây giờ thì mình sẽ quay tiếp một cái hình tròn nữa, nó sẽ nhỏ hơn. Mình sẽ to hơn cái hình tròn bên trong một tí như này để mình làm cái điểm mà mình sẽ làm, mình sẽ vẽ cái phần bông hoa nhé. Mình sẽ vẽ những cái phần cánh hoa này. Cánh hoa của mình nó hơi tròn và nó hơi nhọn như này. Rồi, tiếp tục này. Tiếp theo nhé, cái cánh hoa này thì nó sẽ giống như là cái cánh hoa sen các bạn. Mình đang thừa một chút ở đây. Đang phải vẽ một cánh hoa rất là nhỏ này. Bây giờ thì mình sẽ đi cắt những cái phần cánh hoa này ra nha các bạn. Mình sẽ cắt ra như này. Các bạn cứ cắt cái phần cánh hoa này ra thôi. Rồi. Các bạn cắt như nào để làm cho nó dễ nhất là được. Như vậy bông hoa của mình đang dần xuất hiện rồi đúng không?
Thì các bạn sẽ thấy ở đây mình đã có một cái phần bông hoa màu hồng như thế này nhé. Tiếp theo thì mình sẽ đi cắt cái phần nhụy như các bạn sẽ đi cắt cái phần nhụy cho nó, thì mình sẽ có cái phần nhụy màu xanh. Mình đang có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 cái hoa thì mình sẽ cắt 7 cái phần để làm nhụy nhé. Trước tiên thì mình có cắt cái phần mình cắt cái phần màu xanh này ra như này đã. Đây mình cắt bớt cái phần này đi. Rồi, phần nhụy nó chỉ ngắn như thế này thôi. Và bây giờ thì mình sẽ đi cắt cái nhụy cho cái bông hoa này. Thì mình sẽ cắt đơn giản như này. Đầu tiên là các bạn sẽ cắt một cái đường thẳng lên. Sau đó thì cái phần nhụy này nó sẽ có một cái vòng tròn bên trên này. Sau đó mình cắt thẳng xuống này. Tiếp tục này. Mình có 7 cái đúng không? Thế nên là mình sẽ cắt 7 cái phần nhụy nhé. Mình sẽ có 7 cái phần nhụy như này. Tiếp tục này. Rồi cái cuối cùng nhé. Cái này thì mình đang cắt nó răng đi dư một cái là thành 8 thôi. Nhưng mà không sao cả. Các bạn cắt nó ra như này. Sau đó thì mình sẽ dán những cái phần nhụy này, mình sẽ dán lên này, trên cái phần bông hoa, và mình sẽ dán nó vào giữa cái bông hoa nhé, giữa những cái phần cánh hoa nhé các bạn. Một này, rồi cái thứ hai này. Cái thứ ba ở đây. Tiếp tục cái thứ tư nhé. Cái thứ năm. Các bạn sẽ dán cái phần vị này nó sẽ chung vào một cái phần tâm ở giữa như này. Cái thứ sáu nhé. Cái cuối cùng, cái thứ bảy. Rồi, đây sẽ là cái phần nhụy ở bên trong của cái bông hoa của mình. Tiếp theo thì mình sẽ đi cắt cái phần mà mình sẽ sử dụng để làm cái mặt đồng hồ nhé các bạn. Thì ở đây thì mình sẽ có màu vàng nhé. Bây giờ thì mình sẽ quay một cái hình tròn để mình làm cái phần mặt của cái đồng hồ đúng không? Mình sẽ quay một cái hình tròn sẽ nhỏ hơn cái phần hình tròn màu phần bông hoa màu hồng bên ngoài như này. Các bạn sẽ quay một cái hình tròn. Rồi, sau đó các bạn sẽ sử dụng cái phần kéo và các bạn sẽ cắt cái hình tròn ra cho mình nhé. Vậy chúng ta đang có một cái mặt đồng hồ màu vàng. Đây, khi các bạn đặt cái mặt đồng hồ này lên trên cái bông hoa thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ nhỏ hơn cái phần bông hoa đúng không? Tiếp theo thì mình sẽ viết những cái con số nhé. Mình sẽ viết từ số 1 đến số 12 lên trên cái đồng hồ này. Rồi. Mình sẽ viết những con số vào đây. Các bạn sẽ đánh dấu các cái điểm thẳng hàng nhau trước đúng không? 12 này, 6 này, 9 và 3 là những cái điểm mình cần phải đánh dấu trước. Tiếp theo mình sẽ viết những con số còn lại. Được. Bây giờ thì mình sẽ mình đã có một cái đồng hồ với những cái gương mặt và với những cái con số ở bên trên của mặt đồng hồ như thế này. Tiếp theo bây giờ thì mình sẽ đi cắt cái phần kim chỉ giờ và kim chỉ phút lên bên trên cái đồng hồ này nhé.
mình sẽ sử dụng tiếp màu xanh lá cây nhé các bạn. Mình sẽ phải bóp hết những cái keo ở trên tay nó đang dính như thế này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cắt cái phần kim đồng hồ đúng không? Thì chúng ta sẽ có phần kim ngắn và kim dài, kim chỉ giờ và kim chỉ phút. Ở đây chúng ta sẽ lấy một cái số giờ cố định đi. Các bạn sẽ lấy cho mình bây giờ sẽ là 10 giờ nhé. Các bạn lấy kim dài, các bạn sẽ chỉ vào số 12 đúng không? Và kim và kim ngắn thì mình sẽ cắt một cái kim ngắn, nó sẽ chỉ vào số 10, nó sẽ là cái 10 giờ như vậy. Đây, mình có 10 giờ. 10 giờ này thì có thể là 10 giờ đêm hoặc là 10 giờ trưa đúng không? Các bạn chỉ cái này vào số 10. Rồi tiếp theo nhé, là các bạn sẽ cắt một cái bông hoa màu xanh lá cây, các bạn sẽ dán vào giữa cái và dán vào giữa cái phần hai cái kim đồng hồ cho mình. Đây mình sẽ đang vẽ một cái bông hoa có 5 cánh này. Rồi giờ các bạn sẽ cắt cái bông hoa này ra nhé, để mình dán vào giữa cái đồng hồ của mình nhé. Được. Và bước cuối cùng là mình sẽ đi dán cái nhát này vào đây. Sau đó thì mình sẽ đi dán cái mặt đồng hồ của mình lên trên cái bông hoa. Và mình đã có được một cái đồng hồ bông hoa rất là xịn sò đấy các bạn. Các bạn sẽ dán keo vào đây. Các bạn đặt cái phần đồng hồ này vào giữa cái bông hoa này. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn làm chiếc đồng hồ hình bông hoa màu hồng như này rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé.